lại là Thanh đây. Hôm bữa Thanh có nói với mọi người là dạo gần đây Thanh sẽ giới thiệu với mọi người thật nhiều sản phẩm về chăm sóc các bé nhiều hơn. Thì tiếp theo series đó là hôm nay Thanh sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm cực kỳ mới luôn. Nếu mà bạn nào đã theo dõi các kênh của Thanh rồi có thể là thấy hình Thanh đã up về bài, Thanh đã viết về cái sản phẩm này rồi. Còn những bạn mà chưa thì hôm nay Thanh sẽ giới thiệu chi tiết và tỉ mỉ hơn. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mới của Blackmore, là một cái dòng sản phẩm cao cấp. Blackmore vừa cho ra đời một dòng sản phẩm cao cấp có ba loại, đó là loại DHA cho mẹ bầu, canxi cho mẹ bầu, và một trong ba loại đó chính là DHA cho trẻ từ 3 tới 6 tuổi. Nếu theo như Swift có dòng sản phẩm mới cao cấp là Ultimate thì đây là dòng sản phẩm mới và cao cấp của Blackmore. Đây, Thanh sẽ đưa cho mọi người xem nha. Gần lại. Đã 160 độ luôn. Cái Thanh đang cầm trên tay á, là cái viên mà DHA của cho trẻ từ 3 tới 6 tuổi. Ở phía trước á, thì có ghi là anh là DHA làm từ thực vật chứ không phải là làm từ dầu cá mọi người nha. DHA làm từ thực vật thì đa số sẽ được chiết xuất từ tảo trong biển. 98% là không đường và dành riêng cho trẻ từ 3 tới 6 tuổi, là độ tuổi học hỏi của trẻ, là độ tuổi bé bắt đầu đi học và chuẩn bị vào lớp 1. Đó là những cái độ từ 3 tới 6 tuổi là sẽ là cái độ tuổi để bé bắt đầu học những cái kiến thức đầu tiên, thì đây sẽ là cái sản phẩm hỗ trợ. Đây không phải là DHA đơn lẻ bình thường, đây là cái sản phẩm DHA có chứa choline và cả sắt nữa. Choline nó không phải là một dạng vitamin hay khoáng chất, nhưng nó là một dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, và cơ thể cũng có thể tự tổng hợp choline từ các sản phẩm thức ăn bên ngoài vào. Nhưng mà cái lượng đó đó nhiều khi lại không đủ cho những bé mà hoạt động nhiều, nên ở cái sản phẩm này nhà sản xuất đã có bổ sung thêm choline vào trong đây, và cái hàm lượng cũng rất là cao chứ cũng không phải thấp. Nếu tính theo mỗi một viên á thì DHA được chia là 240mg omega 3, trong đó DHA là 75mg trên mỗi viên, và sắt là phải là 2.5mg và choline là 62.5mg trên mỗi viên. Thì khi mà sử dụng cái viên này á, thì vừa bổ trợ cho não bé, nhưng mà cái sắt á, nó sẽ làm cho bé hạn chế các tình trạng như là thiếu máu, thiếu sắt ở bé, và choline nó sẽ giúp củng cố vô những cái mà phát triển về hệ thần kinh của bé, hệ vận động của bé, hệ nhận thức của bé. Và đặc biệt nữa đó là choline nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng ở trong cái chức năng là tạo mã gen DNA cho bé, chung với lại cái vitamin 12 và vitamin và folate chứ không phải vitamin, thì ta nói. Nên cái sản phẩm này là cái sản phẩm dành cho bé từ 3 tới 6 tuổi. Bé trước 3 tuổi thì sẽ có sản phẩm khác mọi người nha. Bé chưa được 3 tuổi thì mình không nên sử dụng sản phẩm này. Và bé từ 3 tới 6 tuổi thì mỗi ngày sử dụng một viên này. Cái lọ Thanh đang cầm trên tay là có 50 viên. Mỗi ngày sử dụng một viên thì lọ này sử dụng gần được như là 2 tháng cho bé. Thì nó là cái sự kết hợp giữa mà DHA và choline và sắt. Thì theo các nghiên cứu thì mọi người cũng có thể search Google luôn, là những nghiên cứu mà các bé là không sử dụng thêm bổ sung DHA, những bé sử dụng bổ sung thêm DHA và những bé sử dụng bổ sung thêm DHA và choline thì sẽ có những cái phát triển mà khác nhau. Đặc biệt là cái nhóm mà trẻ mà bổ sung thêm DHA và DHA thêm choline thì nó sẽ phát triển trí não rất là tốt, phát triển não bộ tư duy tốt hơn rất là nhiều. Mà thấy đây là cái dòng cao cấp mới của Blackmore. Cái dòng này thì Thanh cũng đang cho bé trà ở nhà sử dụng thử, để chừng nào trà lớn rồi trà sẽ feedback lại cho các cô chú nghe là ngày xưa là trà đã được sử dụng sản phẩm tốt rồi, có hiệu quả như thế nào ha. Và cái sản phẩm này á thì nó là viên nhai mọi người nha, là một cái viên nhai, nó không phải là viên cứng, nó là một cái viên nhai có dầu bên trong, nhưng mà nó là một viên nhai thì nhà sản xuất cũng có ghi là không nên nuốt nguyên một viên mà nên nhai ra. Thì dù cho bé lớn rồi, bé biết uống thuốc rồi, bé 5-6 tuổi biết uống thuốc, nhưng mà mọi người cũng nhớ là kêu bé là nhai cái viên này ra thì nó sẽ tốt hơn là không nên nuốt một cái viên mọi người nha. Còn bé 3 tuổi thì chắc chắn là phải nhai, nếu mà bé nhai không được á
mọi người có thể dùng kéo nhấp cái đầu và cho bé dùng cái dầu trong đó, mọi người cho nó dễ. Chứ nó không phải là cái viên cứng và cũng không phải là cái viên kẹo dẻo bình thường. Thì DHA của Blackmore cũng có một loại cho bé từ 2 tuổi thì nó là viên kẹo dẻo. Thì cái này không phải kẹo dẻo, nó là viên dầu. Viên dầu như viên con cá của Bio Island vậy đó. Thì chúng ta sẽ cho bé nhai ra hoặc là cắt làm cho bóp vào miệng bé cho bé nuốt. Còn các mẹ, nếu mà các mẹ muốn Thanh tư vấn kỹ hơn, muốn sử dụng kết hợp cái sản phẩm này, những sản phẩm nào hay như thế nào, sử dụng ra sao, muốn tìm hiểu kỹ hơn thì các mẹ có thể mà nhắn tin cho Thanh, gọi điện cho Thanh, số điện thoại là 0769845698, Zalo, Viber gì cũng được hết. Thì Thanh sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người khi mà mọi người muốn sử dụng kết hợp những sản phẩm khác hay là sử dụng chung những sản phẩm khác như thế nào.